Nè, vô cái buổi môn này mình đánh thử làm sao đây. Chỗ này cũng chỗ mới à nha. Đi giờ này cũng nước ròng, không biết chỗ này sâu không đây. Để mình móc cái lỗ này coi. À, mé 700 cái nè. Dài 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 khu này dưới. Đó, buổi môn hết biết nè. Chưa ai câu chân á. Để mình móc cái chỗ này coi. Thôi để mình móc lỗ coi. Đây, móc cái lỗ xong rồi đây. Cũng im, cũng ngon lắm. Cũng gãy với mới thính thức ăn rồi. Mà không biết chỗ này có cá không đây. Câu trước biết sao. Thử coi xem sao. Thôi để xuống cần coi. Bữa môn này ngon quá đây. Kéo ha, kéo ha, kéo ha. Kéo ha. Ôi 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 ôi, có cá rô, ông màng ơi. Hết hồn một cái rô đầu vuông. Thôi rồi, con cá rô rồi. Kinh điển thiệt chứ. Ôi ôi vậy. Qua xã ăn cái gô rồi các bạn ơi. Hết hồn ở cái gô nè. Chà bá lửa luôn. Thôi đi gỡ coi. Tiếp tục. Miết nữa nè Lem ơi. Cá rô nữa Lem ơi. Quá rồi, vô rồi Lem ơi. Đây quá cá rô rồi. Hốt hồn không. Con nào cũng nấy con nè. Đó, con nào cũng nấy nó to rồi nè. Chà bá luôn. Ồ rồi. Đó, thôi dễ vô trong gỡ coi, gần mé nước quá. Miết. Trời ơi. Miết. Miết em ơi. Cá gỗ ơi ơi vuốt ơi. Đang che dù mà cá nó lôi. Trời ơi. Thôi ăn cái gô bậy nó đi. Chứ không có cái dồ rồi. Đây cá đầu vuông không các bạn ơi. Nào nấy to to vậy không à. Đó, quá ngon không.
Nhịp nhịp nhịp. Ồ. Gô không hả em ơi. Đây, quá sáng của mày luôn rồi, nuốt lưỡi luôn rồi. Ừ, gô, con nào con nấy con nè. Khủng không? Gô này 4 ngón á. Đó, ghê không? Rồi để gỡ coi. Trời ơi, lo giật mình. Nó lo tin tin tin. Vô rồi, vô rồi. Nó vô nữa. Con nào con nái 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 không. Quá xa. Nái nái không. Ồ, hết biết không. Ngon lành. Rồi mày điện thoại hỏi mày, mày ai biết là sao. Ý nghĩa lạng lạng không ạ? Lôi kéo kéo rồi coi. Lôi kéo kéo rồi coi em ơi. À, chẳng là cái gô nữa các bạn ơi. Mịn này vô ổ. Có rô mè. Con nào con nấy nó ú rồi nè. Hết biết nó ngon rồi nè. À. Thôi, đây vợ chồng gỡ thôi, rớt uổng quá. Nó dễ giật giật được cái đó, cá gô. Lên cái gô đây còn bành bành không à. Gô này là gô động đó, khá ngon. Rồi, rồi. Cá gô. Gô sông mà. Nào nấy ngon không? Ồ, quá đã. Thu cận cá hết ăn rồi. Đây thành quả được nhiêu đây? Được 2, 4, 6, 2, 4, 6, 8 con, 8 cá gô. Con nào hôm nay con có gô cụ không? Bành bành không? Ồ, to to không?
ngon lành. Nay chúng ổ cái gù quá đã, thôi nay mình kết thúc video đây luôn.